Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Hilton, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn liên quan tới tình hình tại Á Châu. Quý vị, ngày hôm qua thì với lại bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 1 của Phong ngày hôm nay đã nói về cái cuộc căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc có thể dẫn tới cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và Philippines chỉ là cái gì? Chính ra là cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Tuy nhiên thì quý vị, cục diện Á Châu không phải chỉ có sự đối đầu gay gắt giữa hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quý vị, ngày hôm nay là thứ ba và ngày hôm nay Putin sẽ đáp xuống Bắc Hàn trong chuyến viếng thăm 2 ngày lần đầu tiên trong 24 năm qua. Quý vị, đây là chuyến đi khá quan trọng của Putin tới Á Châu. Và trong đó, sau khi mà ông Putin viếng thăm Bắc Hàn xong thì bước kế tiếp là ông ta sẽ viếng thăm Việt Nam. Và đây được xem là một trong những cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là nhiều người đang quan tâm về chuyến đi này của Putin. Và coi như là Nga bắt đầu có thể nói rằng là có ý định thôi là bắt đầu quân bình cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Mà trong đó dường như Putin đang sử dụng cái tư thế của ông ta gây ảnh hưởng ở Á Châu để mà phân hóa khu vực của Âu Châu nhiều hơn. Mục tiêu của Putin vẫn là mặt trận chính ở Âu Châu. Tuy nhiên thì ông ta muốn phô trương cho thấy là sức mạnh của Nga bây giờ cũng có thể chi phối trên toàn cầu so với Hoa Kỳ. Quý vị, trước khi mà Putin bay tới Bắc Hàn và Việt Nam trong tuần lễ này thì tuần trước tàu chiến và tìm thủy đỉnh của Nga đã cập bến vào Havana, sân sau của Hoa Kỳ. Quý vị biết bến cảng Havana cách cái bờ biển Florida chỉ có 90 dặm mà thôi. Và Putin đã cho tăng cường rất nhiều cái mạng lưới quân sự của họ ở tại khu vực của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Và hiện nay thì cái đoàn tàu chiến của họ đang có mặt tại Havana ở Cuba. Trước đó, cách đây vài tuần, thì quý vị, hai quốc gia ở Phi Châu là Chad và Niger đã trục xuất lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi đây. Và thay vào đó, Niger đã làm một cái lễ đón chào rất nồng hậu với lực lượng quân sự của Nga. Thì quý vị, ngay tại Phi Châu thì Nga cũng bắt đầu tăng dần cái tầm ảnh hưởng. Và quý vị, những tầm ảnh hưởng này tôi cho rằng Putin chỉ muốn cho thế giới thấy là ông ta đang quân bình cái cán cân về quân sự và tầm ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên mặt trận chính của Putin vẫn là Âu Châu. Và ngày hôm nay thì Putin có mặt tại Á Châu. Vậy thì Putin muốn gì tại Á Châu? Và đồng thời phía Hà Nội lại muốn gì ở trong cái chuyến viếng thăm của Putin, trong lúc mà cả khối Tây Phương vào ngày hôm qua Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng và nói rằng tiếp cận gần gũi với Putin là Cộng sản Việt Nam đang chọn một hướng đi rất nguy hiểm. Quý vị, đây là một trong những bài phân tích trong cái Hilton Nhật Ký phần 2 của tôi ngày hôm nay. Bây giờ đầu tiên hết là chúng ta cần biết được cái ý định của Putin. Rồi sau đó chúng ta phân tích tới cái phần của Hà Nội. Quý vị, trước khi mà Putin bay tới Bắc Hàn thì ông ta đã ca ngợi Bắc Hàn đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine trước khi mà ông ta viếng thăm Bình Nhưỡng. Thì ở trên đây quý vị thấy hình của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Nam, đáp xuống Nam Hàn ngày hôm nay trong một cái gọi là ca ngợi Bắc Hàn là một trong những quốc gia đã hỗ trợ cho Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine và có thể thúc đẩy cái việc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia có khả năng về nguyên tử. Putin dự tính là sẽ đáp xuống tối ngày hôm nay thứ ba trong cái chuyến đầu tiên của ông ta lần đầu tiên với quốc gia bị cô lập này 24 năm giữa lúc mà có cuộc đối đầu gay gắt giữa Nam và Bắc Hàn trong việc mà đôi bên đang có những cái căng thẳng về an ninh. Và hàng loạt những cái banner và hình ảnh của nhà lãnh đạo Nga chúng tôi sẽ đón chào Tổng thống Putin đã được treo khắp ở Bình Nhưỡng cùng với lại cờ của Nga và hình ảnh của đài truyền thông Nga đã đưa ra. Và Moscow và Bình Nhưỡng được xem là một liên minh vốn kể từ khi mà nước Bắc Hàn thành lập từ sau đệ nhị thế chiến và trở nên gần gũi với Nga hơn kể từ khi có cuộc chiến của năm 2022, dẫn tới tình trạng Tây Phương đã tăng cường cái việc mà gọi là cô lập Putin trên chính trường quốc tế. Hoa Kỳ và các đồng minh cáo buộc Bắc Hàn đã cung cấp cho Nga
các cái loại vũ khí cần thiết, bao gồm luôn hỏa tiễn đạn đạo sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Bắc Hàn đã bác bỏ, nói rằng họ cung cấp những cái hạt que về quân sự cho phía của Nga trước chuyến đi này, và Putin đã cảm ơn ông chính quyền Kim Jong-un đã giúp đỡ trong nỗ lực trong cuộc chiến. Chúng tôi rất là cảm ơn nhà nước của Bắc Hàn đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang thực hiện tại Ukraine, ông Putin đã viết trên một cái bài viết trên giới truyền thông của Bắc Hàn vào ngày thứ ba. Và Nga và Bắc Hàn đang có những cái phát triển đối tác rất là tốt, và trong đó cả hai quốc gia này đều nằm dưới lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn từ năm 2006 đã bị ban cấm gọi là phát triển cái chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của họ, và Moscow thì bị cấm vận trong cuộc chiến tại Ukraine. Và Putin ca ngợi Bắc Hàn là đã bảo vệ quyền lợi của họ đối với cái ảnh hưởng và áp lực kinh tế của Hoa Kỳ khiêu khích và tống tiền cũng như đe dọa quân sự trong nhiều thập niên qua. Và ông ta lên tiếng ca ngợi giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã quản trị rất là nhiều cái sự đồng thuận ở trên cái Liên Hiệp Quốc. Và Bắc Hàn cho biết chuyến viếng thăm này là cho thấy quan hệ của song phương của hai bên sẽ tăng mỗi một ngày. Đó là lời bác báo cáo cho biết như trên. Và Hoa Kỳ thì trong đó đã từng cáo buộc phía của Nga ở trong đó là đã sử dụng cái nguồn vũ khí của Bắc Hàn. Trong khi đó thì Tổng thư ký Liên minh NATO ông Jens Stoltenberg cho biết là chuyến đi của Putin cho thấy làm cách nào là phải tách rời khỏi những chế độ độc tài toàn trị. Việc mà gần gũi của họ là một sự ủng hộ lớn cho Nga trong nỗ lực của cuộc chiến này, và Bắc Hàn, Iran và Trung Quốc. Ông Stoltenberg cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của Âu Châu. Và quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyến đi của Putin đang được gây chú ý tại Á Châu. Tại vì chuyến đi này có vẻ như là họ nhắm vào Bắc Hàn nhiều hơn. Tuy nhiên, mục đích chuyến đi này của Putin không phải chỉ là Bắc Hàn, mà giống như tôi nói, đang có cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Và Putin muốn có tiếng nói của mình tại khu vực này. Tại vì ít nhất một phần của nước Nga cũng thuộc về Thái Bình Dương, tức là khu vực của Á Châu. Nga nằm giữa Á Châu và Âu Châu. Thì quý vị, cái lãnh thổ của Nga rất là lớn, từ phía đông của Âu Châu qua tới phía của Á Châu luôn, vùng cực đông của Âu Châu, tức là Á Châu đó quý vị. Thì Putin đang chuẩn bị ngày hôm nay, là tối ngày hôm nay theo giờ địa phương, tức là bây giờ là bên Á Châu là ngày thứ ba đó quý vị, là tối ngày thứ ba, thì có nghĩa là Putin đáp xuống Bình Nhưỡng rồi. Thì quý vị, chuyến đi này Putin chỉ muốn phô trương cho thấy là nếu Hoa Kỳ và khối Tây Phương vẫn tiếp tục có những cái hành động nhắm vào Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, thì Putin sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Bắc Hàn. Sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Bắc Hàn, và trong đó gồm hai phần. Phần thứ nhất là kinh tế. Tức là Putin đang nắm trong tay một số những cái nguồn kinh tế chính của Nga mà ảnh hưởng tới thế giới. Tôi đã từng nói quý vị, Nga ngoại trừ năng lượng ra, thì những cái nguồn kinh tế kế tiếp, thứ hai là kim loại và vũ khí. Đây là một cái nguồn kinh tế thứ hai của Nga, và đứng ngân hàng thứ hai của Nga. Và thứ ba là ngũ cốc và lúa mạch. Cả Ukraine lẫn Nga chiếm gần 30% cái lượng lúa mạch trên toàn cầu. Có nghĩa, có thể nói rằng là cái nguồn lương thực thế giới một phần nào đó cũng lệ thuộc vào Nga. Do đó thì quý vị, Nga có khả năng tiếp tế lương thực cho phía Bắc Hàn. Và trong khi đó thì ông Kim Jong-un dường như đã bắt đầu có một cái, trong mấy năm nay, ông ta đã có những cái hành động được xem là cố gắng để mà có được cái tiếng nói tại Á Châu. Ông ta liên tục bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo và đang có ý định quay trở lại cái chương trình nguyên tử của ông ta vốn đã bị trì hoãn cách đây 7 năm, tức là 2017. Và ông ta đã bắn thành công một cái vệ tinh gián điệp lên không gian vũ trụ. Vừa rồi thì thất bại cái thứ hai. Nhưng cái đầu tiên, nhiều người cho rằng là Nga đã giúp cho Bắc Hàn. Nga đã giúp cho Bắc Hàn, còn Kim Jong-un một mặt vẫn hợp tác chặt chẽ với phía của Nga, một mặt vẫn giữ một cái thái độ gọi là tương đối thân thiện với Trung Quốc. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là Kim Jong-un cũng không phải vừa. Quý vị nhớ cái vụ bắn lần đầu, và Bắc Hàn bắn hai lần, thất bại hết. Tới lần thứ ba họ thành công là sau cái chuyến đi của ông Kim Jong-un tới nước Nga vào tháng 9 năm ngoái, thì Bắc Hàn tháng 10 đã thành công đưa lên không gian vũ trụ một cái vệ tinh gián điệp của họ. Tuy nhiên, lần này lại bắn thất bại. Lần thứ hai lại bắn thất bại. Có nghĩa là Kim Jong-un chỉ nương nhờ vào cái kỹ thuật của Nga lúc ban đầu và chôm chĩa cái kỹ thuật của Nga, nhưng somehow không thành công. Cho nên bây giờ là có thể Bắc Hàn lại phải dựa vào cái kỹ thuật không gian vũ trụ của Nga. Thì quý vị, Bắc Hàn đã tuyên bố và Kim Jong-un tuyên bố
ông ta không còn cái ông ta hủy bỏ hoàn toàn thì đúng hơn, ông ta hủy bỏ hoàn toàn cái giấc mơ của ông nội và thân phụ của ông ta là thống nhất Nam Hàn. Ông ta đã hủy bỏ hoàn toàn. Và thay vào đó, ông ta xếp Nam Hàn là một trong những quốc gia đe dọa tới an ninh quốc phòng lớn nhất của Bắc Hàn. Có nghĩa là ông ta phân định rõ ràng. Trước đây thì dưới thời của ông nội của Kim Jong-un và thân phụ của Kim Jong-un vẫn mang cái giấc mộng là thống nhất Nam Hàn. Nhưng mà tới thời của Kim Jong-un, ông ta đã khẳng định, no, không thống nhất Nam Hàn nữa. Không thống nhất Nam Hàn nữa, mà xem Nam Hàn là một kẻ thù. Thì quý vị, đây là cái ý định của Kim Jong-un. Putin sở dĩ viếng thăm Bắc Hàn là có hai lý do. Lý do thứ nhất, giống như tôi nói, là Putin muốn thông qua Bắc Hàn để gây tầm ảnh hưởng tại Á Châu. Gây tầm ảnh hưởng tại Á Châu. Và thứ hai, điều quan trọng nhất, tôi đã nói quý vị, giữa Trung Quốc và của Nga là mối quan hệ hợp tác ma quỷ. Họ hợp tác nhưng đề phòng lẫn nhau. Putin đến viếng thăm Bắc Hàn, mục tiêu của ông ta là tránh dần cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc lên Bắc Hàn. Và ông ta muốn giữ cho Kim Jong-un đứng xa Trung Quốc hơn, chứ không đứng gần Trung Quốc. Do đó quý vị, cái việc hợp tác giữa Nga và Bắc Hàn là cái việc hợp tác không thể tránh khỏi về quân sự và kinh tế. Bởi vì chính Kim Jong-un đã nhận ra rõ là cái tiềm năng đe dọa trực tiếp tới Bắc Hàn không ai xa lạ, chính là Cộng sản Trung Quốc. Và kể từ lúc mà quý vị nhớ 2017-18, khi mà Kim Jong-un đã bắt đầu gặp ông Trump cho tới năm 2019, thì Kim Jong-un đã giữ một cái khoảng cách rất xa với Trung Quốc. Tuy nhiên, tới thời của Joe Biden, thì tình hình nó lại thay đổi đi. Thì bây giờ Kim Jong-un lại tiếp xúc với phía Tập Cận Bình và liên tục đã có những phái đoàn của Trung Quốc bay tới Bắc Hàn. Thì quý vị, Nga không muốn để cho Bắc Hàn lọt vào tay của Trung Quốc. Cái thông điệp thứ hai trong chuyến đi này của Putin là vẫn giữ Bắc Hàn ở cái tư thế một khoảng cách với Trung Quốc. Mặc dù Nga và Trung Quốc đang có sự hợp tác rất chặt chẽ, nhưng giống như tôi nói, hợp tác đó là hợp tác ma quỷ. Và lúc này là lúc mà Putin thấy rằng cần phải biến Trung Quốc trở thành tâm điểm của thế giới để giảm bớt cái áp lực đối với Nga. Do đó quý vị, cái chuyến đi đầu tiên của Putin tới Bắc Hàn là cái quốc gia được xem là chư hầu của Trung Quốc. Một quốc gia được xem là chư hầu của Trung Quốc trong suốt mấy chục năm. Và bây giờ thì Putin đã bắt đầu tìm cách gọi là tách rời Bắc Hàn ra khỏi Trung Quốc. Mà tách một cách khéo léo. Tách một cách khéo léo không gây tổn thương cho mối quan hệ của Putin với lại Trung Quốc. Nhưng đồng thời cũng không để cho Bắc Hàn tiến gần lại Trung Quốc. Tại vì Bắc Hàn đang gặp trở ngại về kinh tế. Và bây giờ có thể có những cái hợp tác ký kết giữa Putin và Bắc Hàn. Thì quý vị, do đó cái chuyến đi của Putin tới Bắc Hàn là điều này. Và cũng không ngoài cái ý nghĩa đó khi mà Putin rời khỏi Bắc Hàn tới Việt Nam. Tức là hai quốc gia này ở Á Châu, một ở Đông Bắc Á, một ở Đông Nam Á, đều là chư hầu của Cộng sản Trung Quốc suốt nhiều năm. Thì quý vị, Bắc Hàn thì đã có một cái tư thế riêng rồi. Họ có một cái tư thế riêng bởi vì họ có một cái chương trình vũ khí mạnh mẽ. Và tôi gọi là mạnh mẽ, tôi không dám sắp hạng của Bắc Hàn. Bởi vì tất cả đều là cái sự gọi là phô trương thôi. Chúng ta chưa biết được thực chiến cho tới khi nó có cuộc chiến thật sự. Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta thấy rõ Bắc Hàn liên tục bắn thử từ năm 2021, tức là tháng 12 năm 2021, cho tới bây giờ liên tục bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo của họ. Thậm chí là những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ luôn. Và bên cạnh đó thì Bắc Hàn đang manh nha quay trở lại cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ vốn đã bị đình chỉ từ năm 2017. Thì quý vị, Bắc Hàn có một cái tư thế riêng. Mặc dù họ là một cái quốc gia rất nghèo kém, nhưng mà về quân sự thì nó lại là một màu khác. Chưa kể là Bắc Hàn trong một năm qua, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc và các tổ chức gọi là Cyber Security, Bắc Hàn riêng trong năm ngoái thôi, họ đã lấy đánh cắp tiền điện tử lên tới hơn 600 triệu Mỹ Kim để vun đắp cho chương trình vũ khí của họ. Hơn 600 triệu Mỹ Kim tiền điện tử. Thì quý vị, Bắc Hàn có một cái tư thế mạnh là thế lực quân sự của họ. Và thứ hai là về kỹ thuật, họ không thua kém cho những quốc gia ở Đông Bắc Á. Có điều họ khai thác bằng cái hướng khác. Họ không dùng kỹ thuật đó để khai thác về vấn đề kinh tế, mà họ khai thác về vấn đề mặt trận gián điệp và mặt trận quân sự nhiều hơn. Thì quý vị, do đó Putin đầu tiên hết là ông ta muốn Bắc Hàn
giữ một khoảng cách với Trung Quốc, ngoại trừ cái thông điệp mà ông ta sẽ gây ảnh hưởng tại Á Châu để quân bình cái thế lực của Hoa Kỳ. Thì quý vị, điểm chính của Putin là vẫn giữ Bắc Hàn ở cái tư thế này. Đây là cái phần mà Putin tới Bắc Hàn. Sau khi tới Bắc Hàn xong, Putin bay qua tới Việt Nam theo lời mời của Nguyễn Phú Trọng. Thì quý vị, chuyến đi này của Putin tới Việt Nam cũng không ngoài cái ý định đó. Tuy nhiên, ở trường hợp của Việt Nam nó khác với Bắc Hàn. Trường hợp của Việt Nam thì nó yếu hơn Bắc Hàn nhiều lắm. Và nó gần như lệ thuộc gần như 100% vào Trung Quốc. Nó lệ thuộc 100% vào Trung Quốc. Do đó quý vị, Putin khi mà tới Việt Nam, ông ta sẽ có những cái đề nghị và giúp cho Cộng sản Việt Nam bắt đầu có một cái chỗ đứng riêng biệt để có thể giữ một cái khoảng cách với Trung Quốc. Đây là cái tâm điểm chính mà Putin tới Việt Nam. Tại vì Việt Nam so với Bắc Hàn thì cái mức độ lệ thuộc của Việt Nam khủng khiếp hơn. Tất cả toàn bộ nền kinh tế, tất cả cái hệ thống cai trị ở Việt Nam đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Ngược lại Bắc Hàn. Bắc Hàn thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Kim Jong Un là cái giới là những người trung thành với anh ta. Tức là ở Bắc Hàn có hai thế lực. Một thế lực là trung thành với gia đình họ Kim. Một thế lực là thân Bắc Kinh. Thì trong mấy năm qua, Kim Jong Un đã thanh trừng rất nhiều cái thế lực thân Bắc Kinh nằm trong giới quân đội. Thì quý vị, ít nhất Bắc Hàn còn tự chủ đối với Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam thì toàn bộ cái hệ thống cai trị ở Việt Nam đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Do đó quý vị, cái việc tách Cộng sản Việt Nam ra khỏi Trung Quốc, nó khó hơn tách Bắc Hàn ra. Tuy nhiên, vẫn có một cái điểm mà Putin có thể làm được. Là bây giờ phía Cộng sản Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức. Và do đó, họ rất mong chờ chuyến đi của Putin. Họ rất mong chờ cái chuyến đi của Putin tới Việt Nam. Ok quý vị, đó là cái phần mà tôi nói là cái ý nghĩa của Putin tới Á Châu. Thứ nhất là tới Bắc Hàn, thứ hai là tới Việt Nam. Cái ẩn ý của Putin, cái ý phô trương bên ngoài là sự hiện diện của Putin là bắt đầu nhúng tầm ảnh hưởng của Nga vào Á Châu và đối đầu với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái bên trong, tức là cái ẩn ý bên trong là ông ta muốn tách, không để cho hai quốc gia này coi như gần như lệ thuộc vào Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái phần mà tôi nói là chuyến đi của Putin. Bây giờ nói tới phần của Hà Nội. Hà Nội muốn gì trong chuyến đi của Putin? Quý vị đã thấy trong suốt kể từ khi chấm dứt đại dịch tới bây giờ, nền kinh tế của Việt Nam đã bắt đầu có khủng hoảng, đang nằm trong cơn khủng hoảng. Và cái hướng chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu đã mang một cái ý nghĩa khác. Nó không còn để cho Cộng sản Việt Nam có cơ hội đi hai hàng, ba hàng nữa. Thì quý vị thấy tình hình của Philippines, của Việt Nam rất rõ ràng. Hai quốc gia chiếm cái vị trí quan trọng trong cuộc xung đột và tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng Philippines thì đã được Hoa Kỳ nâng đỡ rất là nhiều. Còn phía Cộng sản Việt Nam thì vẫn còn một cái khoảng cách rất là xa. Và quý vị, chính điều này đã khiến cho nhiều quốc gia ở khu vực phải chờ Hoa Kỳ bật đèn xanh. Và quý vị thấy khi mà Hoa Kỳ bật đèn xanh, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đầu tư vào Philippines. Nhưng với Việt Nam, họ giữ một cái thái độ gọi là chưa có ý định. Mặc dù có những cái lời cam kết, mặc dù có những cái lời hứa hẹn, nhưng chưa có cái gì xảy ra hết. Họ đang chờ phía Hoa Kỳ. Còn phía Hoa Kỳ chờ phía Cộng sản Việt Nam là chọn một bên. Chọn Trung Quốc hay chọn Hoa Kỳ. Nếu chọn Trung Quốc là coi như xong. Còn nếu chọn Hoa Kỳ, bắt buộc phải thay đổi thể chế chính trị. Bắt buộc phải thay đổi thể chế chính trị. Là bởi vì Hoa Kỳ chỉ san sẻ tất cả những cái sự thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ. Đây là cái mục tiêu quay trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Không còn đi lại cái ý tưởng của 30 năm trước. Bất kể mèo trắng mèo đen, miễn làm sao thay đổi thể chế bằng kinh tế. Thì cái ý niệm này đã bị thất bại. Cái việc mà dùng kinh tế thay đổi thể chế đã bị thất bại. Do đó Hoa Kỳ thay đổi quan điểm, không còn kêu hỗ trợ cho những quốc gia không chung giá trị với mình. Do đó quý vị, lần này cái việc chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ mang cái ý nghĩa này. Thì cái này khiến cho Cộng sản Việt Nam bị kẹt đạn. Họ bị kẹt đạn là phải chọn lựa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà họ không thể rời bỏ Trung Quốc được. Tại vì họ đẻ ra trên lãnh thổ Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam đẻ ra thành lập ở trên lãnh thổ của Trung Quốc.
Do đó họ không tách rời được Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà nếu không tách rời Cộng sản Trung Quốc thì coi như toàn bộ kinh tế sẽ bế tắc, không còn đường phá và bị Trung Quốc kiềm chế. Bây giờ toàn bộ thị trường của Việt Nam bây giờ lệ thuộc vào xuất nhập cảng của Trung Quốc. Nó mở cửa biên giới thì còn được xuất cảng. Nó đóng lại một cái là học máu. Rồi chưa kể cái hệ thống tài chính của Hà Nội bây giờ, tức là cái ngân hàng trung ương đó, tức là về Việt Commercial Bank đó, là ngân hàng trung ương đó, thì quý vị, tất cả cái nguồn tiền của họ bây giờ làm việc với lại các ngân hàng của Trung Quốc nhiều hơn. Là bởi vì họ vay rất nhiều những món tiền của Trung Quốc thông qua một vành đai một con đường, thông qua cái hệ thống tài chính. Coi như cái ngành tài chính là bị Trung Quốc thập cổ. Cả nền kinh tế cũng bị Trung Quốc thập cổ. Từ phát triển về kinh tế cho tới xuất cảng, nhập cảng đều lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ bị lệ thuộc rồi. Mà sự lệ thuộc này là coi như họ không còn có thể tự chủ được bất kỳ điều gì. Khi Bắc Kinh muốn, Cộng sản Việt Nam không cãi được. Cãi một cái là bị trừng phạt. Cãi một cái là bị trừng phạt. Do đó quý vị, Cộng sản Việt Nam ở cái thế kẹt. Bây giờ mà biểu họ thay đổi thể chế, họ không làm. Bởi vì thay đổi thể chế có nghĩa là Đảng Cộng sản vô thùng rác. Họ sẽ mất trắng quyền lực luôn. Nếu bây giờ mà tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để cho đảng đối lập xuất hiện, thì quý vị, dù cái đảng đối lập đó rất nhỏ đi nữa, dân chúng vẫn ủng hộ, chứ không ủng hộ Cộng sản. Họ sẽ không ủng hộ cho Cộng sản. Tại vì họ ngán ngẩm rồi. Họ thấy được bản chất của Cộng sản rồi. Do đó quý vị, Cộng sản cương quyết là duy trì cái hiến pháp độc quyền cai trị đất nước Việt Nam. Điều 4 hiến pháp là độc quyền cai trị đất nước Việt Nam. Họ không thể thay đổi thể chế. Mà không thể thay đổi thể chế thì không đáp ứng được yêu cầu của Hoa Kỳ và khối Tây Phương. Coi như là nền kinh tế phát triển bị giới hạn, nếu không nói sẽ đi tới tình trạng bị cô lập trong tương lai. Thì quý vị, Cộng sản Hà Nội đang bị ở thế này và liên tục các công ty rút ra khỏi Việt Nam. Và những cái gì mà xưa nay họ dùng cái nguyên liệu của Trung Quốc để xuất cảng qua Hoa Kỳ thì bây giờ bị đóng cửa. Từ dệt may cho tới mới đây nhất là cái vụ mà solar panel, tức là thái dương điện, thì bây giờ Hoa Kỳ đóng cửa. Có nghĩa là cái mức xuất cảng của họ qua Hoa Kỳ sẽ không còn được như lúc trước nữa. Bây giờ thì mức trao đổi mậu dịch giữa hai bên là 111 tỷ. 111 tỷ. Mức trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Việt Nam 180 tỷ. Thì quý vị, rõ ràng cái mức trao đổi mậu dịch của Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới với Việt Nam chỉ có 110 tỷ thôi. 111 tỷ thôi. Còn mức trao đổi mậu dịch của Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc là 180 tỷ. Gần như mặt hàng Trung Quốc xuất cảng toàn bộ qua thị trường Việt Nam. Thì quý vị, do đó Cộng sản Việt Nam bị cái thế kẹt. Và họ xưa nay thì Cộng sản Việt Nam dựa vào gì? Khi bị áp lực về chính trị, họ dựa vào Nga. Khi bị áp lực về kinh tế, họ bước qua phía Hoa Kỳ để tránh áp lực từ phía Trung Quốc. Nhưng hai năm nay, coi như là họ bị dậm chân tại chỗ. Tại vì Nga mở cuộc chiến tại Ukraine, dẫn tới tình trạng là Cộng sản Việt Nam không thể mua vũ khí của Nga được. Trong hai năm rồi. Tại vì Hoa Kỳ và Tây Phương đã cấm cửa, đã có lệnh cấm vận là không có làm ăn với công ty quốc phòng của Nga. Cộng sản Việt Nam không mua được vũ khí của Nga. Xưa nay, họ mua vũ khí của Nga. Họ được cung cấp vũ khí của Nga. Họ mua thiếu, rồi họ dùng dầu hỏa, họ dùng khoáng sản, họ dùng những cái khác, họ trả nợ cho Nga. Nhưng bây giờ quý vị, họ không thể đụng tới được nữa. Trong 2 năm qua là Cộng sản Việt Nam đã không thể, trong khi tất cả các quốc gia Á Châu đều tăng cường ngân sách quân sự và mua vũ khí, thì Cộng sản Việt Nam không mua được vũ khí. Ngó tới Nam Hàn thì Nam Hàn lắc đầu, tại vì giá nó mắc. Ngó tới Ấn Độ thì bây giờ Ấn Độ đưa ra, nhưng mà Ấn Độ cũng triệt buộc là không có discount, không có gì cả. Có tiền thì mua, không có tiền thì dẹp. Thì quý vị, bước tới Mỹ thì lại gặp một khung điều kiện rất là khó khăn. Cộng sản Việt Nam bị kẹt trong vấn đề vũ khí. Thứ nhất là họ không mua được vũ khí, trong lúc các quốc gia ở xung quanh khu vực đều tăng cường ngân sách quốc phòng và đều liên tục mua vũ khí để nâng cấp cái hệ thống quốc phòng của họ. Kể cả Philippines bây giờ, quý vị thấy. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Việt Nam lệ thuộc toàn bộ nguồn năng lượng 65% từ phía của Nga. Và trong một hai năm nay, khi mà Nga mở cuộc chiến tại Ukraine, thì giá cả năng lượng tăng vọt. Cộng sản không đủ tiền mua năng lượng. Cộng sản Việt Nam không đủ tiền mua năng lượng. Và cái mức năng lượng chuyên chở bây giờ khó khăn hơn.
bởi vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và quốc tế đối với lại Nga. Nhiều tàu chuyên chở năng lượng đều không đồng ý là sẽ chuyên chở cho Nga. Nhiều công ty bảo hiểm đã không cung cấp cái bảo hiểm trên biển cho các tàu chuyên chở năng lượng của Nga. Do đó quý vị, việc mà chuyên chở năng lượng của Nga phải đi một cái đường vòng rất xa và rất khó kiếm được những công ty chịu chuyên chở. Chính vì vậy mà Cộng sản bây giờ bị vướng vào tình trạng thiếu năng lượng. Và quý vị thấy đó, bây giờ họ tìm cách cứu vãn năng lượng bằng cách là đi kiếm nguồn năng lượng từ bên ngoài, nhưng không đủ. Mùa hè năm nay là thiếu điện rồi, cúp điện luân phiên sẽ xảy ra rồi. Thì quý vị, chuyến đi này của Putin tới Việt Nam nó giống như một cái phao cho Cộng sản Việt Nam bám víu. Họ phải giải quyết bài toán trước mắt là năng lượng. Bài toán trước mắt là năng lượng, là phải giải quyết trước. Tại vì cái này là cái nguồn gốc gọi là phát triển kinh tế. Không có năng lượng, 65% nguồn xăng, nguồn khí đốt thiên nhiên đều nhập cản từ phía Nga hết. Mà họ không muốn nhập cản thông qua Trung Quốc bởi vì sẽ bị Trung Quốc kiềm chế. Bởi vì Cộng sản Trung Quốc sẽ kiềm chế. Do đó quý vị, lần này là cái chuyến đi của Putin là niềm hy vọng của Cộng sản Việt Nam. Và có sự thay đổi trong cái về hệ thống cai trị. Thì quý vị thấy Tô Lâm lên. Tô Lâm lên làm chủ tịch nước rồi và đang âm mưu lấy cái ghế tổng bí thư. Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ giống như là ngồi chơi xe nước. Chỉ là cái diện bên ngoài thôi. Thì quý vị, sự thay đổi này cũng là một phần trong cái bộ chính trị. Tức là họ thấy được cái format. Họ thấy được cái format của Putin. Nắm quyền suốt mấy chục năm. Thì quý vị, Tô Lâm đang muốn chuyện này. Tô Lâm cũng đang muốn chuyện này. Do đó, Tô Lâm bây giờ xích lại gần phía phía của Nga. Thật sự là do Nguyễn Phú Trọng mời. Nhưng bây giờ Tô Lâm là kẻ tiếp nối. Ông ta muốn có một cái vị trí giống như Putin. Đó là điều thứ nhất. Tại vì Putin xuất thân từ KGB, cơ quan mật vụ của Nga. Còn Tô Lâm xuất thân từ công an. Thì ông ta muốn có vị trí giống như Nga, là Putin, nắm quyền lực toàn bộ. Nắm chức chủ tịch nước. Sau này cái ghế thủ tướng chỉ là ngồi chơi xe nước. Quyền lực thật sự nằm trong tay thủ của chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Và là chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương về quân sự luôn. Nắm chức tổng bí thư, ông ta có thể nắm được quân đội. Do đó quý vị, Tô Lâm đang muốn xích lại gần với Nga để giải quyết một số bài toán về kinh tế và năng lượng để phát triển kinh tế. Và thứ hai là giữa lúc mà tình hình cả Á Châu nó đang có sự thay đổi và sự chuyển trục của Hoa Kỳ, thì phía Cộng sản Việt Nam vẫn muốn nắm quyền. Do đó họ không muốn thay đổi thể chế. Thì cách hay nhất là phải dựa vào Nga về mặt chính trị. Do đó quý vị, chuyến đi của Putin tới Việt Nam là giúp cho Cộng sản Việt Nam giảm bớt cái áp lực chính trị từ phía Trung Quốc. Giảm bớt áp lực chính trị từ phía Trung Quốc. Và thứ hai là giúp cho Cộng sản Việt Nam có thể thở được trong cái nguồn năng lượng. Còn cái vấn đề vũ khí thì tôi nghĩ rằng tới giờ phút này Cộng sản Việt Nam vẫn chưa dám đụng tới. Tại vì họ còn nhiều cái hệ thống giao dịch quốc tế. Đụng tới cái vũ khí của Nga là sẽ bị cấm vận, là hệ thống tài chính của Cộng sản Việt Nam sẽ bị rút ra khỏi cái hệ thống tài chính quốc tế. Do đó, họ chưa dám đụng tới vũ khí của Nga. Tuy nhiên, thông qua Nga, họ có thể tạm thời mua được vũ khí của Bắc Hàn. Do đó, Cộng sản Việt Nam thì thấy các quốc gia xung quanh đều tăng cường hết, mà mình không có gì hết. Họ cũng có nhu cầu tăng cường cái ngân sách quốc phòng. Họ cũng có nhu cầu đó, nhưng mua vũ khí ở đâu? Thì bây giờ quý vị, thông qua Nga, Cộng sản Việt Nam có thể tiếp cận với Bắc Hàn. Có thể tiếp cận với Bắc Hàn. Thì quý vị, nhưng Bắc Hàn cũng bị cấm vận, không kém gì Nga cả. Bắc Hàn cũng bị cấm vận. Có điều là cái sự cấm vận đó là không thể dùng vũ khí của Bắc Hàn trong cái chiến trường của Ukraine thôi. Còn Cộng sản Việt Nam nâng cấp hệ thống quân sự của họ. Thì ít nhất họ mua một số hỏa tiễn của Bắc Hàn được. Họ mua một số tròn của Bắc Hàn được. Nhưng mà giống như tôi nói quý vị là Bắc Hàn, họ rất rõ ràng. Họ rất rõ ràng. Anh muốn mua tôi bán, nhưng mà phải chồng tiền. Cộng sản Việt Nam không đủ tiền mua. Do đó, họ muốn Nga đứng ra bảo đảm tín dụng. Tức là Putin bảo đảm tín dụng cho Cộng sản Việt Nam có thể mua thiếu vũ khí từ Bắc Hàn. Do đó cái chuyến đi này nó mang cái ý nghĩa quan trọng là sự gọi là cái nhu cầu thoát khỏi cái cổ chai của Cộng sản. Cộng sản bây giờ đang xem họ đang ở trong cái cổ chai.
họ nghĩ rằng đang nằm ở cái cổ chai, ra khỏi cổ chai là khỏe. Thì quý vị, đây là một trong những cái mong muốn của Cộng sản Việt Nam đặt hy vọng vào chuyến đi của Putin tới Việt Nam. Trong khi đó, Putin thì muốn gây ảnh hưởng với lại cái tầm chiến lược của Hoa Kỳ tại Á Châu. Nhưng đồng thời, Putin cũng bắt đầu thọc gãy sau lưng của Tập Cận Bình, không để cho Tập Cận Bình thống trị được Á Châu. Quý vị, ngược lại, phía Cộng sản Việt Nam bây giờ ở thế sử dụng cái tư thế của Nga để giảm cái áp lực từ Trung Quốc và tìm con đường thoát cho kinh tế của họ. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi. Putin muốn gì ở Á Châu và Hà Nội lại muốn chơi kiểu gì? Đó là cái chủ đề của cái Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!